Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì những ai cho biết mình là một seller bán hàng hiệu sách tay. Facebook của mình là Facebook Bay Gác, còn không là các bạn vào cái bay của mình là bay Super Gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn gọi số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Thì mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào mà order thì các bạn cứ nhắn tin vào cho mình sẽ gửi hình chi tiết và báo giá chính xác cho các bạn luôn. À, để tránh cái việc mà lừa đảo mọi người thì mình chỉ dùng ba số tài khoản là Techcombank, Vietcombank và Sacombank. Thì các bạn không được gửi bất cứ vào các số tài khoản khác nha, để tránh cái việc mà giả mạo lừa đảo. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi đến từ thương hiệu Toribus. Thì trước đó mình đã làm cái túi này là phiên bản đặc biệt, phiên bản mà kiểu như là bánh bánh tráng sữa mình hay nói đó. Nhưng mà hôm nay thì mình có một phiên bản khác, nó sẽ đẹp hơn, cái màu nó sẽ khác hơn. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi này luôn nha. Và đây thì trên tay mình là một cái shopping bag của thằng Toribus. Thì trước đó mình đã làm video nhiều rồi, thành ra là mình bỏ qua cái này và mình bỏ qua những cái phần ở bên trong của cái túi luôn đi ha. Và mình sẽ vào cái túi luôn. Và đây thì khi mà mình bỏ qua những cái bước kia thì mình có một cái túi là Toribus Kira nha mọi người. Thì phiên bản Kira này mình thấy nó có nhiều size lắm mọi người. Size mini, mini thì nó nhỏ hơn nữa mọi người. Còn cái này là size tầm khoảng 22 23. Nhưng mà có một cái size to hơn nữa là size 26. Size 26 thì nói chung là được rất là nhiều đồ và mang đeo chéo cũng đẹp, mà mang đeo bên hông nách cũng ok luôn. Thì với cái phiên bản này mình mọi người thì cái da của nó rất là đặc biệt. Cái da của nó rất là mềm nha mọi người, da nó kiểu như là da cừu mọi người. Thành ra là rất là mềm và rất là kiểu giống như là nó nguyên tấm luôn mọi người. Nó làm nguyên một tấm luôn chứ không phải là nó cắt rời giống như là những cái phiên bản khác. Thì cái này thì mình thấy giống như là cái phiên bản của thằng Gucci mà mình đó mọi người. Rồi ở mặt trước thì nó sẽ có một cái logo nè mọi người nè. Logo đã được dán được một cái miếng ni lông để cho nó bảo vệ cái phần logo nó bóng lên mọi người ha. Đó, màu vàng đã không? Rất là đẹp. Và cái da của nó, cái màu này giống như là màu caramel mọi người. Đó, mọi người thấy không? Cái gì màu rồi. Và đây là cái logo. Nói chung là mình rất là thích cái phần da của thằng Kira này. Tại vì Toribus mà Kira mọi người, cái phần da của nó mềm lắm, nói chung là cầm rất là thích. Khi mà các bạn thử, các bạn mua thử một cái thằng Toribus đi, mà những phiên bản da khác của nó thì nói chung là da rất là chắc, rất là ok nha. Nhưng mà đối với mình thì cái phần Kira này nè, cái da của nó rất là mềm, rất là êm và cầm kiểu như là cảm giác thoải mái và đỡ lắm. Nó giống như là Chanel vậy mọi người, nhưng mà Chanel thì mình thấy nó làm theo cái da của Caviar hay là da Slamkin. Còn cái này thì cái da nó khác đó mọi người, nó mềm hơn Chanel đó nha mọi người. Và cái thằng Toribus thì nói chung là cái giá cũng nó cũng gọi là mắc chứ không phải là rẻ đâu. Nhưng mà khi các bạn vào store outlet thì cái dùng là cái giá nó sẽ ok hơn, giá nó sẽ nhỉnh hơn một xíu. Và mình thấy thì Toribus này nói chung là nó đem lại cho mình một cái cảm giác gọi là đáng đồng tiền để chúng ta mua mọi người ha. Rồi thì đối với mình á, mình thấy size 22 mà thật chất thì nó sẽ cũng hơi to nha mọi người, tại vì nó dạng như là dạng túi tiền đó mọi người. Thành ra là mình thấy ở bên trong rất là rộng nè, và cái kiểu của nó là nó làm thụng lên như một cái gối á. Thành ra là mình thấy nó sẽ đựng đồ rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên trong cho mọi người xem ha. Bên trong thì nó dạng giống như là một cái khóa hít vậy mọi người, tại vì bên trong này nó có một cái siêu mọi người nè, đó để nó chống chạy mọi người đó nè, mọi người thấy không? Khi mà mở ra bên trong thì như vậy nè, tại vì nó là nguyên một cái tấm da luôn, nó được làm này, mọi người thấy không? Nó đang rất là đẹp luôn. Mình thấy cái thằng Toribus làm rất là tỉ mỉ và rất là chi tiết, cũng ngang ngửa tầm giống như là Gucci mọi người. Thì mọi người thấy không, cái phần dây xích này nè, nó giống như là của cái thằng Gucci may mắn. Thành ra là mình thấy nếu mà các bạn không có điều kiện mua Gucci thì các bạn mua của thằng Toribus cũng ok nha. Và ở bên trong đây thì nó sẽ có một cái ngăn lớn nha mọi người nè. Một cái ngăn lớn và nó có rất là nhiều cái ngăn nhỏ cái bên mọi người ha. Một ngăn lớn ở đây và một cái ngăn là chúng ta đựng thẻ nè, hay là đựng những cái hàng gì mà chúng ta dễ rớt, dễ đồ á. Và nó có một cái logo ở đây, logo của nó thì là bằng kim loại luôn. Thành ra là khi các bạn để điện thoại rồi, các bạn để cẩn thận, đừng có để cho cái màn hình nó chạm vào đây. Nó dễ ma sát, nó chạy cái điện thoại của bạn. Và ở bên trong đây nè mọi người nè, nó cũng sẽ có thêm hai ngăn nhỏ nữa, cái chúng ta có thể đựng điện thoại ở đây nè đó, cho nó bảo vệ riêng cho mọi người ha. Còn nếu mà điện thoại các bạn to quá thì các bạn để cho nó nằm xuống dưới ha. Thì cái ngăn này rất là rộng, thành ra là đựng được nè túi nè, ví nè, son nè, điện thoại nè, thẻ cạc hay là những cái đồ linh tinh ABCD đó đều được hết luôn mọi người ha. Đó thì mình thích đặc biệt của cái em túi này á, là nó vừa đẹp nè, mình thích rất là thích mà những người khách mà người ta đeo bên bên hông mọi người nhìn đẹp lắm, nhìn nói chung là đeo mà đeo chéo á, cũng ok luôn. Còn nếu mà các bạn mua size lớn mà đeo chéo thì nhìn nó sẽ hơi bị kỳ kỳ mọi người. Nếu mà đeo cái đó mà đeo dạng giống như là
đeo bên hông nách á, thì mình thấy nó vẫn hợp lý ha. Còn cái phần dây này á, thì chúng ta đeo thì chúng ta cũng giống như là chúng ta để cái miếng này nè lên cái vai của mình, miếng da, còn cái miếng kim loại thì để ở trên để nó chống cái việc mà gọi là đau cái vai của mình á. Và cái thằng dây này mình thấy nó làm cũng rất là chi tiết rồi, thấy không nè, giống như Chanel y chang luôn mọi người nè. Đó, dây nó phối miếng da nè, và cái phần kim loại là rất là nặng nha, nó là kim loại đặc luôn mọi người, thành ra là rất là nặng. À, và nói chung là tôi bớt là mình đã từng review một cái túi cũng ná ná vậy rồi, nó là màu màu trắng trắng mà kiểu như là cái màu của nó như là bánh tráng sữa, thì mình vẫn muốn có nhiều màu khác thì mình vẫn muốn review, tại vì mình rất là thích cái thằng Tory Burch này, giá cả hợp lý nè, thiết kế đẹp nè, rồi kiểu như là sang trọng mẫu mã mọi người, sang trọng tinh tế và rất là đẹp luôn, rất là hợp cho những người bạn mà lớn tuổi mang cũng được, trẻ mang cũng được, nhưng mà đủ style của thằng Tory Burch hết. Nó làm về thiết kế của nó rất là nhiều luôn, những cái túi mà Eleanor hay là những cái túi mà kiểu như là Miller rồi mọi người, cái nào cũng đẹp hết trơn á, mình thấy cái nào hầu như cũng đẹp, thành ra là đối với mình là Tory Burch gọi là cái giá đáng để mua nè, và cái style của nó ok luôn. Hiện tại túi Tory Burch đó mọi người, mình thấy là outlet thì nhiều khi nó sẽ có những cái phiên có cái màu nó có sale, những cái chỗ nó không có sale, thì thành ra là cái bạn có nhiều bạn nhắn tin cho mình thì bảo là trên store của toàn Tory Burch không thấy sale, mà sao mà anh săn được sale, thì các bạn nên biết được đó là cái thằng Tory Burch này nó sẽ có một cái store riêng để bán cho thằng bán kiểu như là giá retail mọi người, còn một cái store là bán về outlet cũng giống như là Gucci. Khi mà các bạn mua Gucci á, các bạn vào store outlet thì giá nó sẽ rẻ hơn, và nó có những cái mặt hàng gọi là hiếm mọi người, kiểu lâu lâu nó tồn hàng hay nó không bán không được, nó sẽ báo về cái thằng outlet, giống như là về LV, Chanel hay là gì đó thì nó không có store outlet mọi người ha, chỉ có Gucci thì mình thấy là có store outlet nè, Tory Burch cũng có nè. Tại vì trước đó mình mới có một cái clip quay, cái clip nhẹ mọi người là quay về cái store của thằng outlet của thằng Tory Burch, thành ra các bạn mua thằng Tory Burch mà outlet thì vẫn có nha mọi người, chứ không phải là không có, cũng giống như là Michael Kors hay là những cái thằng Coach thôi đó, nó cũng có store outlet. Rồi, thì nếu mà các bạn thích những cái mặt hàng về Tory Burch thì các bạn cứ follow vào cái Facebook của mình, thì mình sẽ đăng rất là nhiều mặt hàng của Tory Burch, tại vì mình ví dụ mà mình cũng gọi là một cái fan của Tory Burch, tại vì mình không có xài Tory Burch, nhưng nếu như mình mà có mẹ hay là có bạn bè nào đó rồi mình sinh nhật hay đó, mình hay thường chọn Tory Burch để mà tặng sinh nhật cho họ, thì mình thấy cái thiết kế của nó rất là ok, rất là đẹp. Khi mà cái hãng của mình thích á mà được một cái người nào đó mà mang, mọi người mình vẫn thấy đẹp nha, ra đường thấy ai mang Tory Burch là ồ, biết người đó là đẳng cấp liền đó. Thành ra là các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ báo giá chính xác và mình sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn ha. Rồi, nếu mà các bạn thấy cái video này hay, nếu mà các bạn thấy cái túi Tory Burch này đẹp, các bạn nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình luôn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người.